Mình làm một món ăn từ khoai tây. Đây là món chay mà nhà mình rất là hay ăn. Khoai tây này thì mình cũng không rán này, không nướng, mà chỉ xào qua cùng với một chút nước tương, muối, rồi gia vị mình cho thêm một chút tiêu bắp, một chút hành hoặc lá mồi nữa thôi, mà ăn là rất là ngon các bạn ạ. Thì hôm nay mình muốn muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Bạn nào muốn tìm hiểu xem nó ngon như thế nào thì hãy cùng vào bếp với mình nhé. Thì đầu tiên mình sẽ đi cạo vỏ cái khoai này đi, khoai này và đưa lên nồi để mình hấp. Thì bình thường nếu mà cũng có người họ không cần phải cạo vỏ các bạn ạ, ăn luôn rửa sạch cùng cả vỏ, nhưng mà mình thì mình có cạo đi, bởi vì là cái khoai này hôm nay nó không được đẹp lắm đó. Mình sẽ cạo vỏ, bây giờ mình rửa sạch, mình cạo vỏ luôn và mình sẽ đưa lên trên bếp mình hấp lên. Thì bình thường khoai chỉ người ta luộc hoặc hấp thì chỉ khoảng 15 phút là chín, nhưng mình chỉ hấp 10 phút thôi đó, mình chỉ cho nó chín tới như thế thôi, và đồng thời mình cho nó sang là xào luôn. Vì vậy cái món này vừa nhanh này vừa ngon các bạn ạ, và khoai thì rất là bổ các bạn nhé. Đó, thì mình cái chỗ này của mình có 6 lạng khoai, mình làm hết luôn. Khoai này mình mua khoai bio nên trông nó hơi xấu. Mình làm món khoai này chỉ có tính chất là làm rau để ăn thôi các bạn ạ, cho nên là tí nữa mình xào nấu là mình sẽ làm nhạt. Mình sôi rồi mình sẽ cho lên để mình đổ cái khoai này, mình sẽ để cho nó đổ chỉ 8 phút thôi, mình không để đến 10 phút đâu các bạn. Xong mình chuyển sang xào luôn. Trong lúc chờ đợi thì chúng ta chỉ có chuẩn bị một tí rau này thôi, thì rất là ít thứ phải chuẩn bị, cho nên chỉ cái món này nhanh lắm các bạn nhé. Tỏi mình đã băm nhỏ, mình để lẫn vào nhau để tí mình phi thơm để mình xào. Giờ mình pha thêm một chút nước mắm, một chút gia vị để mình pha luôn, để tí mình đổ thẳng vào luôn cho nó nhanh. Đây mình dùng cái thìa canh, à thìa cà phê các bạn, xin lỗi phải nhầm, một thìa cà phê nước tương, một thìa cà phê xì dầu. Phần tư cái thìa cà phê gia vị muối gia vị hải hà các bạn. Một thìa cà phê hạt nêm. Mình sẽ xào nhạt để ăn cơm hay rau thôi, chứ không phải là đồ ăn mặn, nên không làm mặn các bạn.
mình dùng 2 thìa cà phê nước tương cà. Xong rồi đấy, gia vị của mình chỉ có thế thôi. Tí khi xào mình sẽ dùng thêm một chút bơ này, ngoài dầu mình sẽ dùng thêm một chút bơ để cho nó thơm. Đó. Đấy, khoai tây của mình xong, mình tắt luôn cái bếp đó đi. Và cứ để đó, mình sẽ phi thơm hành tỏi bên bếp bên đây. Như thế là nó sẽ tiết kiệm hơn các bạn ạ. Rất nhanh, cái món này nhanh lắm. Mình cho vào đây là chút dầu rồi. Đó, hành tỏi tôm mình sẽ chút cái phần khoai tây từ bên nồi bên cạnh sang bên sang đây để xào. Thì khoai bên đây mình làm nó chưa được chín hẳn các bạn ạ. Đó. Bình thường khoai phải 12 đến 15 phút thì mới chín. Mình làm nó chín rất ít thôi. Khoảng đến 80% thôi, còn mình cho sang đây để mình xào nấu. Mình sẽ cho vào đây một xíu bơ nữa để cho nó thật thơm. Các bạn để cứ để lửa trên trung bình nhé. Mình xào trên nồi chống dính. Bây giờ là cái mùi hành tỏi, cái hương vị của hành tỏi và đồng thời của bơ nó ngấm vào miếng khoai. Mình cứ để thế này cho nó xém nước khoai đi một chút. Sau đó mình mới cho gia vị và đầy vung, chỉ 5 phút sau là xong. Thì khoai vừa chín tới, mình đã đồ khoai không chín nhiều. Như thế này là khoai chín tới nó mới ngon. Còn nếu các bạn đồ chín hẳn thì vào đây các bạn xào sẽ bị nát nhé. Nó không ngon, nó sẽ nát mất miếng khoai của các bạn ra. Ăn kiểu này ăn là nghiền đấy các bạn ạ. Mùi thơm của bơ nữa vào nữa. Đó, bây giờ mình sẽ cho gia vị vào. Mình đậy vung và để lửa nhỏ thôi các bạn ạ. Rồi các bạn sẽ đun trong vòng từ 3 đến 5 phút, các bạn thử miếng khoai mà chín là ok luôn. Lửa thơm quá.
chú ý để lửa nhỏ nhé. Mình thử xem khoai của mình chín chưa, từ vì mình cũng nấu được thêm 3 phút nữa rồi. Để thêm tí nữa. Khoai của mình chín rồi các bạn ạ, nghĩa là xong đấy, rất là đơn giản bạn nhé. Giờ mình chỉ cho hành với mùi vào và rắc tí tiêu vào thôi và dọn ra để ăn. Các bạn xem từ nãy giờ mình không cắt video nhưng làm rất là nhanh, không biết bao nhiêu phút nữa nhưng mà nhanh lắm. Mình cho ra đĩa nhá. Bạn nào đã từng làm món này rồi thì phát biểu xem nó ngon không, còn bạn nào chưa làm thì các bạn nên thử nhé. Đó, đồng hồ của mình để 5 phút, bây giờ mình đã tắt từ trước rồi, mình đã cho khoai ra từ trước rồi. Đó, đây là món khoai tây của mình này, không rán không nướng mà chỉ xào với maki, tí nước tương và tí muối thôi, ngon thế này đấy. Khoai thì thơm mùi cả bơ luôn. Ngấm gia vị chỉ có hành với tỏi, bơ, tiêu. Xong, vừa ngon, vừa nhanh, không cần phải ăn thịt đâu các bạn ạ. Thế là video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ấn vào chuông bên cạnh để sớm nhận được những thông báo khi mình có video mới. Mình xin chúc các bạn có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!